Ba làm gì vậy ba? Ba cà phê. Cà phê buổi chiều pha cho bà xã. Không pha cà phê mình thành cà trớn. Làm vậy rồi bà phải giữ thể diện cho mình. Tôi kiếm chết con già. Bắt luôn. Là trong bộ phim này. Cái bên chỗ cũ. Vậy cho nó vui. Lúc trước con thấy ba pha cà phê phim mà. Thôi vậy cho nó lẹ. Nhanh gọn lẹ. Thời buổi này mà gì phải nhanh gọn lẹ hết. Rồi đó, đem ra ngoài cho bà xã. Cà phê sữa hả ba? Cà phê sữa. Vậy mới đã chứ. Uống cà phê, bộ tèo ơi, bộ tèo ơi. Ok, làm miếng cà phê đi cho nó, cho đời thêm tươi. Cà phê thơm quá không ngoại? Ừ. Cà phê sữa. Cái cây này nè, bà ngoại vài bữa được có hoa nè, gửi cho Lên Vũ nó xinh. À, Lên Vũ hả? Bắt đầu nó sắp có hoa rồi đó. Để ra vài chùm nữa, mẹ đem rồi mẹ cho nó. Chà, cho nó khoái dữ rồi. Mẹ, cái này là sống đời cái gì mà sao như cái bông vậy hả? Ồ, nó đẹp nó như cái hoa vậy ha. Đẹp quá ha, như hoa vậy. Mấy cái cây lan út của mẹ, trời ơi, con bữa nay nó lên cây co mà nó bự vậy nè. Có 10 ngày thôi mà nó lên to nè, có thấy không? Ờ. Lên nắng rồi. Bữa mình quay đâu có cái này. Đó, wow. Đây nó lú lên mà nó vậy đó. Trời, mê lắm. Để bữa nào mình đưa mấy cái hình. Ủa, ba làm cà phê gì? Cà phê sữa. Ôi. Mấy cây sống đời là khỏe lắm à, khỏi cần tưới nó cũng sống nữa. Lấy dao mà cắt nó được chưa nọ rồi nó mới chết. Nè có hoa này nè, mẹ đâu có chăm gì đâu. Qua Quỳnh nữa hả mẹ? Qua Quỳnh, rồi Quỳnh này khác nữa, mà nó đẹp quá trời. Đỏ như pháo vậy ha. Đẹp quá. Mẹ bốt cái cây bắt tiên của mẹ hoa cùng bê, trời ơi. Ngồi gần hoa nó đẹp hơn mình nhiều quá. Này là người đẹp hơn hoa. Hoa đẹp kiểu hoa, mình đẹp kiểu mình. Đó, giờ làm cà phê sữa. Cà phê sữa ba ăn sáng thì uống cà phê đá, chiều thì uống cà phê sữa, tối thì uống cà phê sữa đá, thức tới sáng luôn. Cà phê hoài mà chịu gì nổi, uống cà phê mà sao ngủ. Sống mà giỏi. Có ngày mới làm cà phê. Bà Mỹ giỏi lắm, sống mà sáng sao, trưa sao. Cái giờ ăn, giờ nào ngủ. Cái thời buổi này biết làm gì giờ, ở nhà không suốt mà. Không có cái cô nào mà uy quyền mà cái cô 19 này. Cô xuất hiện một cái là máy bay ngừng bay, tàu ngừng chạy luôn. Ghê. Người ngừng đi. Không ai dám ra đường luôn. Mặc dù không thấy cổ. Một con người vô hình mà ai cũng sợ hết. Ghê là máy bay là phải ngừng luôn. Tàu ngừng luôn. Có bữa ở ngoài đường không thấy xe luôn nữa. Mà thứ hạng tới thứ 19 lần ha, mà dữ dội vậy. Thôi bà nghe nói mình ở đây mình sắp bị open rồi, chắc có lẽ mình đi ra ngoài. Hạng 19 gì, cổ mới có 19 tuổi mà cổ dữ vậy chứ. Cổ mà già cỡ ba không biết cỡ nào. Ai cũng sợ hết thiệt tình. Thôi kệ, uống cà phê qua ngày. Thôi kệ, không đi ra ngoài uống cà phê được thì mình uống cà phê ở nhà. Hồi đó là uống Starbucks hả? Giờ uống cà phê... Cà phê nhà. Khung cảnh còn nên hơn. Hồi đó thì Starbucks bây giờ stay home. Starbucks bây giờ stay home. Hồi đó thì uống Starbucks, giờ stay home. Cái ồn quá. Kệ nó tự gì. Bữa nay là cái ngày cái khu này người ta mấy ông mễ mấy ổng làm lên khép, mấy ổng chăm sóc vườn cây cho xung quanh đây. Mà thứ nay thứ tư mà ông bên này ông làm, ông này là ông khác. Thứ tư bên kia, thứ năm mới bên mình. Cái vậy chứ ba đây cũng có quy với xóm này đó mình. Ai cái gì cũng hỏi. Ba đây là tổ trưởng tổ dân phố của cái khu vực. Tổ trưởng tổ dân phố đó. Mỹ rồi Ấn Độ rồi Philippines rồi gặp là chào hết rồi. Anh hỏi coi có cái gì anh hay kêu anh nhắc nó đó. Xe tới một quét đường đó. Dạ. Thứ tư hả? Thứ tư con cách tuần. Thứ tư tuần này làm thì thứ tư tuần sau nghỉ. Thứ tư tuần sau nữa thì bắt đầu xe nó chạy rồi đó. Thì hễ mà ba sáng ba tập ở đây là ba thấy cái xe nó tới là ba bắt đầu ba nhìn có xe nào đậu ngoài đường không. Nó quên đó. Xe mà đậu ngoài đường là nó phạt nặng lắm. Dạ. Nó chạy tới kêu cửa. Ừ. Chạy kêu tiếng Mỹ luôn. Tiếng Mỹ luôn. Sao ba? Nói sao? Tiếng Mỹ. Hê. Hey. Kha, mu kha.
Nó cảm ơn quá hả? Trời ơi, nó cảm ơn quá, nó chạy ra ok ok, chạy biết là con bé nhỏ bên đây hả ba? Đang ngủ nữa. Đang ngủ. Mà rồi cái riết bắt đầu cái khu có người Việt Nam ở đây cũng vậy đó. Anh Quốc ơi, bữa nay xe nó có tới quét đường không? Như là tổ trưởng chuyên quốc. Giờ cứ ai gì lại hỏi ba. Vậy đó mà vui, kệ đó. Mình sống ở đây vậy mà người ta cũng thương mình. Mình cũng giúp ích được mọi người. Ừ. Đỡ phạt mấy trăm đồng chứ. Mấy trăm đồng đó. Dạ. Xe nó tới nó quét đường là mấy trăm đồng. Chứ cái xe nó chạy trước là có một chiếc xe police chạy sao hả ba? Dạ, ăn thử không? Con ăn thử không? Miếng bánh thôi. Xe police chạy sao? Ăn được đỡ. Dạ. Dạ. Ba mang hả? Uống cà phê. Bánh bông lan. Bánh bông lan của ở đâu đó? Muốn mua ở bánh mì Cali. Ngon. Ờ, hôm bữa ở bữa nay là hoa cũng bớt nhiều, cái hôm bữa đẹp lắm. Nay mà nở quá trời. Mỗi mùa là mỗi loại hoa nở ở Mỹ này. Mùa xuân hoa gì, mùa hè, mùa đông, mùa gì là hoa đó là đẹp. Lúc nào cũng có hoa để cho mình ngắm. Mà có cái phải chịu khó chăm sóc, mệt lắm. Mà phải biết nữa. Mẹ phải biết, phải nghiên cứu. Mùa nào hoa gì để chăm sóc cho nó. Bây giờ ba cũng rành hoa lắm nhỉ, đi coi rồi đi hộp bê bô rồi kia nọ cũng được dữ lắm. Con quay cây nhãn của mình bữa nay nó hoa nghẹt hết. Ủa nha mẹ? Nè, con quay ra lát con quay, hoa nghẹt hết, chắc mùa này là trái dữ lắm ạ. Chắc không phải tháng 10. Nhưng mà là bông nhãn, hoa nhãn nở đầy hết trơn, sáng nào cũng ra quét nhiều lắm. Chắc hôm nay có nhãn ăn nhiều. Lại trời mấy con sóc, mấy con quả nó bị Covid hết đi. Mấy bông nhãn mình nhiều khi nhiều lắm mà sóc rồi mấy con quả chim ăn. Rồi nó ăn. Rồi nhãn mình ra mẹ nhớ không? Nhãn nó ra nó mổ nó ăn khi hết. Chạy ra thấy con bà sóc ở đang cầm bán ăn, thấy thương quá thôi để quá ăn luôn cho rồi. Nó thấy thương nó ngồi đó lột ra. Sao hay nó lột vỏ nha con, nó tay. Ăn xong nó bỏ hộp đàng hoàng. Hai cái tay nó lột vậy nè. Vậy mình ra mình thấy dưới sân đầy vỏ với hộp á. Nó chỉ ăn đó. Một đêm nó ăn còn cái ký lô luôn á. Không biết nó bị Covid-19 không nữa. Mà tới mùa nó mới tới ăn nha, hay thiệt hết chứ. Thấy có nhãn, có đồ, có mận rồi đó. Ngay phải ráng leo lên trùm nó lại. Mình trùm nó còn xé bọc nó ăn nữa mà. Không xé bọc. Hôm nay bà mẹ leo á, leo trên cái dưới tháp này, leo trên cái gì đó, cái kho của mình bọc ở trên. Cái đào được còn ở trên cho nó đi, tuốt ở trên, đâu có làm nổi. Trời ơi. Cao quá trời cao mà sao nó không ăn không? Xung quanh mình cũng ngủ. Cái mùa này mà buổi sáng ba mẹ ra ngủ cà phê đó, hay hoa nở nè. Rồi tiếng chim hót ríu rít dễ thương lắm. Mấy con chim mà nó cái mỏ nó nhỏ dài dài dễ thương lắm. Nó hôn mấy cái nhụy hoa đó dễ thương. Chiều mà hai ba giờ thì cái nhỏ có cái gió biển ra ngồi cũng thoải mái đó. Rồi có khi ra ngoài sau vườn nhãn cái thấy có cái tổ chim, rồi có hai trứng chim, xong với vài ngày thấy có hai con chim con trong đó dễ thương lắm. Rồi vài hôm sau cái thấy mẹ nó bón cho nó ăn, xong khi có khi tuần sau khi nó bay mất, nó cổ có lông có cánh rồi nó bay mất. À. Mà chim mà nó đẻ bên đây nó là quốc tịch Mỹ đó. Nó khỏi đi thi. Khỏi thi, khỏi gì, khỏi học mệt. Chim mà quốc tịch Mỹ đó. Chứ mà mấy hồi đó ba học thi quốc tịch Mỹ kìa. Thôi ơi, học muốn chết. Học thi quốc tịch về phải năn nỉ Gia Linh, con đọc đi, đọc cho ngoại để ngoại trả lời. Bữa nào nó vui nó đọc, bữa nào nó con mệt. Em thai. Cô giáo nhóc rồi, cô khó lắm. Cô dạy mà cô dạy từ chữ vậy. Mẻ miệng theo bả ngồi mỏi luôn. Đánh dần từng chữ á, trời ơi. Nó học theo trường đó. Dạ. Trường dạy nó làm sao, nó về nó dạy, ông ngoại nó y vậy. Mà mai là nó không cầm thước, nó quánh rồi. Ở đây cầm thước quánh là... Không, mà cô giỏi thiệt. Mấy bữa nay là học ở nhà không ha? Chiều mát mới cho ra ngồi uống cà phê, nay nắng quá biểu ra ngồi uống vậy. Uống sớm. Ngồi trong mát. Vì cái giờ này là nay có... Nay bông đẹp quá. Vì mình quen cái giờ này nó có cái gió biển đó. Là nó cũng mát mẹ. Dễ thương quá hay còn ha? Dễ cái thương. Hoa quỳnh ha, mỗi loại mẹ có đủ màu hết. Mà cái cánh này á, cái cánh này nó khác, cái cánh màu vàng màu vàng. Khác. Rồi mẹ có cái nhỏ vậy, rồi cái to vậy, rồi màu hồng, rồi màu cam nhạt, màu trắng. Màu đỏ đủ màu đó. Bởi hồi xưa nói gì hoa quỳnh nở về đêm, giờ là nở suốt luôn rồi. Giống như con người giờ cũng vậy thôi.
tới 80-90 tuổi mà vẫn còn trẻ khỏe. Vẫn vợ bình thường. Chứ đó mới 40 là thấy ớn rồi. Nói vậy đêm có người thấy người không thấy, bây giờ nó giận nở ban ngày luôn, cho thấy hết luôn. Mà con nhớ bông Quỳnh hồi xưa nở gì mượn lần có 1-2 bông mà. Chứ đâu có mà nở đẹp được như vậy. Của mẹ gì ít đó con, cái quỳnh hồng mẹ nở còn cả trăm lên nó mê lắm. Giờ là ít đó. Tại riết là mẹ cũng chán, mẹ không trồng nó nữa, mẹ bỏ bê nó. Hồi xưa thích đó thành ra chăm sóc. Rồi sau này nhiều quá rồi chán rồi cũng hơi bỏ bê. Rồi cũng sắp được mở cửa rồi, sắp được... Thứ sáu này hả? Dạ. Mở cửa rồi chắc mình cũng đi ra ngoài chơi rồi. Ừ. Vậy là chủ nhật này là Mother's Day rồi chứ phải đi ra ngoài ăn. Chủ nhật này Mother's Day. Nó giỡn chứ đâu, nhà hàng nó chưa cho mở đâu mẹ. Nó mới cho to go thôi à. Chạy xe rồi. Nó phải chờ tới Father Day nó mới được. Thôi hay là mình xuống biển mình đứng xa xa cho gió biển mình vui thôi. Dạ. Giờ thì biển cũng cho mở cửa hết rồi. Mở cửa mấy. Thì mình xuống biển thôi xa xa cho vui. Chỉ có cái thằng Newport Beach là bị đóng cửa chưa được mở nữa. Ồ. Mình chạy thẳng lên Laguna Beach mình chơi. Cầu mong cho trở lại có cuộc sống bình thường. Có cái khu gì mà nhà đẹp thiệt đẹp thì mình quẹo vô đó. Mình chạy vòng vòng đó chơi. Như yeah. Bữa mà mình đi cái mình thấy xe police nhiều quá. Đó, ở trên đó, mình khu Babua đó. Babua, Laguna. Babua vậy hả? Babua. Babua. Bà nói gì bà mở cửa? Cầu mong cho cuộc sống trở lại bình thường. Cho mọi người đó an lành, mạnh khỏe ha. Yeah. Mà tất cả đều phải là công nhận phải là nhớ ơn là bác sĩ, y tá. Trong cái mùa này là các bác sĩ, các y tá khổ cực dữ lắm. Nhưng mà họ có một cái tâm hồn mà yêu người, yêu nghề. Họ có đúng cái tâm. Rồi. Đó, phải có tâm mới được. Người... Ông mà vừa rồi hôm kia hả, ba đi khám bệnh. Rồi bác sĩ khen khỏe quá mà giữ kilo này quá tốt, tốt quá. Cũng mừng. Nhìn hôm nay ba tròn trịa hơn. Nhiều khi mẹ nhìn ba đó hả, còn bảnh bao, còn khỏe mạnh hơn mấy ông bác sĩ nữa. Mũm mỉm. Mũm mỉm hơn mấy bác sĩ. Có lúc ba ốm mà, lúc ốm. Mấy bác sĩ đây họ giữ người họ sao mà họ thon thả, họ đẹp ghê vậy. Ốm nhiều khi ra đường ta nhìn không ra nữa. Dạ. Có nhiều khán giả nhìn không ra. Nhìn ông, hồi bây, bây giờ là ba như vậy là ba vừa là đẹp nè. Còn hồi đó thì mập quá. Nhưng mà ráng, trong ấn tượng khán giả người ta thấy ba mập nhiều quá. Ráng tập thể dục cho nó giữ được bây cái này. Bây giờ là ba 75kg. Ngày xưa ba 82kg. Cân rồi giấu. Ra giờ 74-75kg. Hồi đó mà bước lên cái cân đó nhìn không thấy cái số dưới được. Cái bụng nó che rồi. Rồi cái cân nó nói làm sao đó. Cái cân nó chửi hả? Xuống ngay. Béo quá xuống ngay. Cái cân ở Việt Nam mình vui ha. Dạ. Cái cân nó, quá. Riết rồi cái ngó nó không à, liếc nó không dám bước lên. Bước lên nó rầy quá. Dạ. Lúc ba mới qua Mỹ, cái lần đầu tiên đi khám bác sĩ. Cái đi vô bác sĩ, cái con đi theo cái bên, cái bác sĩ kêu lên cân đi. Cái ba leo lên cân, cân nhảy bú 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 bú. Nó chỉ múc qua bên này nè. Cái ba dòm con, cái con giả bộ dòm chỗ khác. Sợ bé. Nhập vô khác. Cái xong cái tưởng sao cái lát nữa cái đi ra cái mẹ nhìn hồ sơ mẹ nói trời ơi 82kg à, cái bà dòm con không đâu nói gì đâu, bác sĩ ghi vô hồ sơ hết trơn, 80 mấy ký ghê quá. Cái này đẹp trai rồi mà ốm rồi còn trẻ hơn nữa ha. Giờ còn được giờ khoảng 73 giờ 74. Nhìn ba giống như 60 vậy đó. 73 em đúng. Tại giờ ba giờ ta tưởng em mẹ đó. Leo Anh Vũ á, 60 cộng. Leo Anh Vũ gửi cho con một tấm hình của ba hồi xưa. Đẹp trai dễ sợ, ghi lên quá đẹp trai. Nhắn cho con. Nhớ cái hình mà ba đi Pháp đó. Trời ơi, hình mặt băng tô ấy là hả? Đẹp quá trời. Mà trai. Bên kia cũng đâu có thua gì bên đâu. Bên đây là đi, đây là hoa khôi, hoa khôi Trường Gia Long hồi xưa nha. Bữa nào chứ dụ mà ngoại kể chuyện của Hoa Khôi Gia Long với lại chàng nghệ sĩ con nhà giàu á. Nhiều người chắc cũng thắc mắc vậy lắm à. Con nhà giàu á, Hoa Khôi Gia Long và nghệ sĩ con nhà giàu á. Chàng nghệ sĩ con nhà giàu mà bị Hoa Khôi Gia Long hất hủi mà. Mà hồi đó là ba mẹ gặp nhau là yêu nhau liền hả mà. Ghét cũng chết luôn á, cùng sớm ghét cũng chết luôn. Bây giờ ghét của nào trời trao của đó mà. Thành ra giờ rồi quyết định lấy cô Hoa Khôi Gia Long giờ bị đì quá. Phải giặt đồ nè, sáng phải làm cà phê nè, giặt đồ nè.
trải ra giường còn đẹp hơn mấy cái cô mà làm trong hotel mà trải giường nữa. Trải giường rồi đẹp lắm. Còn sáng phân khiến đất sáng quét sân mới ghê. Riết rồi này. Riết rồi ra nhìn là mấy cái cây tôi nhìn lá rồi mà cây lộn như nó mày rớt gì vừa á. Ngày nào mày cũng rớt nhiều quá. Vậy mà nó không trả lời, nó im ru. Nào là lá nhãn. Mà nó rớt hoài. Lá xoài nè, lá rớt hoài, lá mà rớt hoài. Lá ổi nè, rớt đầy sân. Hôm nào mà có gió một chút là đầy sân. Nói cho mình giữ cho nó sạch sẽ thôi, cho nó đẹp. Người ta nói nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm hơn, nhà sạch sẽ bông hoa gì. Cái tự nhiên mình thấy mình yêu căn nhà của mình hơn. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Sức dầu thơm cho khỏi thúi. Rồi ngoài làm thơ dữ. Giờ này gió mát ha, khỏe. Rồi nóng cái lưng ra quay cây nhãn đi. Bữa nay quảng cáo nhãn đi rồi sao quá trời. Ừ, cây nhãn nhiều lắm, cây nhãn dữ dội lắm. Để mai quay. Giấu. Dụ. Ai mai muốn xem cây hoa nhãn thì ngày mai. Ngày mai quay. Với cây xoài được cũng cả chục trái ạ. À, đúng rồi, xài ra ra nhiều lắm. Mai mình lên sân mình quay. Nhờ con cắt á. Không quay cho zoom vô cho thấy. Nó cũng có cái mạng đó chứ. Nhiều khi cái con hợp Thằng này nó trồng cây tốt, tại nó không chịu trồng cây. Chứ mai mốt con ra con trồng cây đi. Thì mai mốt mày, mày kêu cưa cây con, đó. Con cứ làm mấy cây xoài, cây mận, cây ổi. Đừng làm cây cao, nó ra trái quá trời. Nó rụng quét trào máu họng á. Cái cao nè. Trời quá trời trái. Vậy trời ơi, chừng luôn nè. Vậy mà coi ngoài sao kìa. Cái nào trời cũng mấy buồn hả? Vậy mà bà sốc rồi nè kia bà không ăn. Hỏi sao vậy, bà nó không có trầu. Chê cái cao nó không ăn. Cao này là mỗi lần mà nó rụng đầy á. Đầy sân. Bông cũng vậy nữa ba ha. Cái bông nó cũng rụng đầy. Mấy cái tàu cao này dễ sợ. Quá trời. Không nhờ mấy cây này nhà mình nó mát. Thì nhờ nó mát. Mà đẹp, nhìn nó đẹp. Cây nhà của mình á, được cái cây nó nhiều tầng á, cái nhìn nó đẹp. Cây cao rồi mấy cây kiển rồi cái hoa thấp nhìn nó đẹp. Rồi, nói hôm nay như đó thôi nha. Để dụ ông ngoại bữa khác nói về hai người yêu nhau đang ngoài ra đúng rồi. Chụp nóng quá đó. Ok. Rồi để mẹ ra mẹ coi cái cây này trời bữa nó có nở hoa không.